Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều tại Cali các bạn. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua tuần mới rồi. Và các bạn thấy được là giá Bitcoin hôm nay đã qua khỏi cái mức là 40.000 đô. Mức cao nhất cho năm nay các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau trong video này. Đó. Thứ nhất chúng ta sẽ nói tới những sự kiện lớn trong tuần này mà các bạn cần phải quan tâm đến. Thứ nhì tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Chúng ta chỉ còn 5 tuần nữa thôi là sẽ biết kết quả thì nếu như mà được thông qua là như thế nào mà không được thông qua thì sẽ ra sao. Có một số giả thuyết tôi muốn chia sẻ với các bạn và mỗi hai tuần đó Thuận sẽ cập nhật với các bạn danh mục đầu tư của Thuận và lần này cũng không ngoại lệ. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới danh mục đầu tư của Thuận và cũng như là mỗi chủ nhật tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau chung mình giá tuần này cho Cao Damo. Đến đâu rồi các bạn? Bây giờ lợi nhuận ra sao? Tất cả những điều này sẽ được nói đến trong video ngày hôm nay. Phần đầu video đó chúng ta hãy nói tới những sự kiện lớn trong tuần này thì các bạn sẽ thấy được là trong tuần này đó cũng khá là im lặng. Chúng ta đã thấy là sự kiện lớn trong tuần này đó chủ yếu là có hai sự kiện. Thứ nhất đó chính là cái thông báo đến từ công ty biên chế ADP về số lượng việc làm và thứ nhì đó chính là phần trăm thất nghiệp sẽ được công bố vào ngày thứ sáu các bạn. Thì như bạn đã biết đó là mỗi tháng sẽ có cái thông tin đến từ công ty tư nhân ADP. Nó không phải là cái tin tức chính thức từ chính phủ Hoa Kỳ các bạn nhưng mà nó cũng ít như gì cho chúng ta thêm một cái thông tin về tình hình thị trường việc làm ra sao tại vì công ty ADP này là công ty mà nó hỗ trợ những công ty khác để mà giải quyết những cái giống như là trả lương nhân viên thì họ cũng có một số thống kê để mà chia sẻ nhưng mà cái thông tin quan trọng nhất đó vẫn là thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp của Hoa Kỳ và bây giờ chúng ta thấy được là ước tính là 3.9% trong khi tháng vừa rồi đó phần trăm thất nghiệp vẫn là 3.9% Tuy là chúng ta đã biết là tháng vừa rồi đó, đã có cái sự đột ngột tăng trưởng lên nhưng mà 3.9% vẫn là phần trăm rất là thấp trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy được là Fed thì ước tính đâu đó họ sẽ chấp nhận phần trăm thất nghiệp là khoảng 4.1%, cho nên nếu như mà phần trăm thất nghiệp vẫn 3.9 thì cũng sẽ không có thay đổi những gì mà Fed đã chia sẻ trong thời gian qua. Và đối với nhiều bạn đó, thì điều mà chúng ta quan tâm đến đó chính là lãi suất trong vòng 2 tuần nữa và bây giờ cũng không có gì khác biệt hết các bạn. Tất cả những gì chúng ta nhận được đều hướng về là Fed sẽ không tiếp tục tăng thêm lãi suất nữa. Một điều nữa các bạn sẽ thấy là thường đó thì mỗi tuần chúng ta thấy có rất là nhiều những cái quan chức của Fed phát biểu nhưng mà tuần này lại không có ai hết. Theo đồng hiểu đó thì chúng ta đã thấy là Fed đã đi vào thời điểm la cao, có nghĩa là khoảng chừng 2 tuần trước khi mà ra thông tin liên quan tới lãi suất thì những quan chức của Fed sẽ không thể chấp nhận phỏng vấn các bạn, không thể chia sẻ bất cứ thông tin gì về công chúng hết cho nên chúng ta mới thấy được là tuần này và khả năng tuần sau cũng sẽ không có nhiều phát biểu đến từ Fed cho đến khi nào chúng ta có cái ngày mà ra quyết định lãi suất có nghĩa là giữa tháng 12. Và hiện bây giờ đó thì hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đã mở cửa các bạn và chúng ta nhìn thấy được là đỏ một chút. Chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq thì giảm 0.23% trong khi S&P Futures thì giảm 0.1% còn Dow Futures thì không có thay đổi nhiều. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì cũng như vậy các bạn 74 đô 74 cent cho một thùng dầu vẫn trong cái mức ổn định chúng ta đã biết trong vòng cả năm qua. Còn về vàng đó chúng ta đã thấy là tiếp tục đạt đỉnh cao mới mươi sáu đô cho một ounce vàng các bạn. Đây là cái mức cao nhất của hợp đồng vàng và chúng ta có thể nhìn thấy được là Bitcoin hôm nay đã cũng rất là tốt tiếp tục tăng trưởng và bây giờ đã hơn 40.000 đô rồi các bạn nghe thời điểm này là 40.150 đô Ethereum cũng có sự tăng trưởng bây giờ đã hơn 2.200 đô nói chung đó hôm nay là một ngày mà cũng rất là tốt cho crypto và anh tôi lúc nào có biết trước các bạn 40 <laughs> Thường dạy với các bạn mà thôi nhưng mà chúng ta đã thấy là bitcoin hôm nay tốt Ether cũng tốt nhưng mà không phải allcoin nào cũng tốt các bạn chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đó cũng có màu đỏ xuất hiện cho allcoin và một điều mà các bạn thì để ý đó chính là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin trên thị trường nó ngày lại càng tăng lên các bạn. Và sự thật đó chúng ta nhìn thấy được là bắt đầu từ tháng 11 của năm ngoái thì phần trăm vốn hóa của Bitcoin đã từ cái mức là khoảng 39% lên tới bây giờ là 53% rồi, có nghĩa là 53% của vốn hóa thị trường này là nằm ở Bitcoin các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được những cái đợt tăng trưởng nhanh đó giống như là khoảng chừng tháng 3 của năm nay đó chính là cái thời điểm mà chúng ta nghe thông tin liên quan tới một số những ngân hàng Hoa Kỳ gặp vấn đề dẫn đến là chúng ta thấy được là vốn hóa của Bitcoin lại tăng nhanh lên từ cái mức là khoảng 42% phần các bạn thấy được là tăng lên tới cái mức là khoảng 48-49%. Rồi sau đó, đó phần trăm vốn hóa của Bitcoin đi hàng ngang một thời gian. Rồi chúng ta lại nghe thông tin vào tháng 6. Đó chính là thông tin gì các bạn? Thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF được đề xuất bởi BlackRock dẫn đến là vốn hóa lại tăng trưởng tiếp tục các bạn từ mức đó khoảng chừng là 47%. Chúng ta nhìn thấy được ta tăng lên tới mức bây giờ là 53.43%. Nói chung thì hiện bây giờ đó, thị trường vẫn là xu hướng của Bitcoin là chính các bạn. Xu hướng Bitcoin sẽ quyết định xu xu hướng của cả thị trường này và cho dù chúng ta thấy được là hàng ngày đã có thể là có vài altcoin không đi cùng xu hướng của Bitcoin nhưng mà về dài hạn đó các bạn thấy được là xu hướng Bitcoin sẽ là cái xu hướng mà quyết định của thị trường này cho nên chúng ta dành rất nhiều thời gian để mà nói tới Bitcoin trên channel này và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những cái thông tin lớn đi thì các bạn đã biết được là giá của Bitcoin hôm nay đã, đã tới mức là 40.000 đô trên refresh channel này lại không biết tại sao mà Market Watch không có update real time các bạn tại vì hiện bây giờ giá của Bitcoin đã hơn 40.000 đô rồi nhưng mà cái chúng ta quan tâm đến á, lý do tại sao Thùng muốn chia sẻ trang này với các bạn là chúng ta hãy nhìn vào cái cột bên dưới này các bạn year to date nghĩa là trong vòng từ đầu năm tới bây giờ đó Bitcoin đã tăng bao nhiêu phần trăm và câu trả lời là khoảng 138 phần trăm các bạn và giá bây giờ so với một năm trước đó là tăng 132 phần trăm và với cái sự tăng trưởng này Chúng ta nhìn thấy được là Michael Saylor thì đang rất là happy các bạn, tại vì chúng ta đã biết là cả năm qua người ta chọc quê Michael Saylor của Michael Strategy. Mặc dù là nhiều người chọc quê Michael Saylor nhưng mà họ vẫn có lòng tin là trong tương lai giá Bitcoin tăng rất là cao và các bạn thấy được là nếu nói tới đầu tư dài hạn đó thì Michael Saylor cũng đã chứng minh được lòng tin của mình đối với Bitcoin dài hạn là có thật các bạn. Đó là lý do tại sao mà Michael Saylor tiếp tục thu mua Bitcoin trong vòng cả năm qua của Michael Strategy. Và hiện bây giờ Họ đang gồng lãi lên tới 1 tỷ 6 các bạn, 1 tỷ 6 đô la, con số cực kỳ kinh khủng mà bây giờ họ đang gồng lãi hiện tại. Thì khi mà giá đi xuống, đó, Michael Saylor luôn nói là sẽ Diamond Hand tiếp tục lưu trữ và sẽ mãi không bao giờ bán. Lúc mà giá cả không có được duyên muốn đó, thì cái đó nó dễ nói hơn các bạn. Cái mà Thùng muốn thấy là tới một lúc nào đó khi mà chúng ta thấy được là giá của Bitcoin tiếp tục tăng trưởng lên, đạt cây đỉnh mới rồi sau đó là nhân hai đỉnh mới lên tới cái mức mà nhiều người mong ước như là một hai trăm ngàn đô đó thì con số này nó rất là kinh khủng lúc đó Thường không biết là Michael Saylor có muốn bán hay là không Điều các bạn nên hiểu là cho dù Michael Saylor không muốn bán đi nữa Thì cũng không có nghĩa là cổ đồng không muốn bán đâu các bạn Áp lực từ cổ đông có thể dẫn đến là Michael Saylor sẽ phải bán một phần Bitcoin của mình. Thì nhiều bạn nói là lỡ như mà họ xả hàng thì sao các bạn? Thì đương nhiên đó là điều mà nhiều bạn cũng mong ước các bạn có thể mua được Bitcoin với cái giá rẻ hơn và Bitcoin sẽ được phân phối tốt hơn. Đó là cách nhìn dài hạn của Thuận, nó có tính chất lạc quan hơn các bạn. Chứ còn rất nhiều bạn thường hay chỉ quan tâm đến ngắn hạn mà thôi. Và một trong những câu hỏi mà Thuận nhận được rất là nhiều từ một số bạn đó chính là khi Bitcoin Spot ETF thông qua rồi đó thì lúc đó giá cả sẽ ra sao mà hầu như không có ai hỏi thuận nếu như mà có Bitcoin ETF rồi thì một hai năm sau đó thị trường Bitcoin sẽ như thế nào các bạn thấy được là phân lớn những câu hỏi nó vẫn xoay quanh ngắn hạn mà thôi và chúng ta có thể nhìn thấy được một nhắc nhở nhẹ đó chính là tỷ lệ được phê duyệt ETF của công ty BlackRock với SEC là 575 trên 1 Nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là BlackRock chỉ bị từ chối một lần duy nhất trong lịch sử mà thôi. Đây là một trong những cái tỷ lệ rất là tốt các bạn. Và vì cái lý do đó đó nhiều người cho là BlackRock đã có sự chuẩn bị chứ không có lý do gì là họ nạp đơn chỉ để có tỷ lệ là 575 trên 2. Nhưng mà các bạn nên nhớ là tỷ lệ từ chối Bitcoin Spot ETF của SEC là 33 trên 0. SEC đã từ chối spot ETF liên tục 10 năm nay rồi các bạn Chứ không phải là chỉ mới bây giờ mà chúng ta quan tâm đến vấn đề này Và điều các bạn nên biết là SEC chưa bao giờ phải đối đầu với lại cục đá đen BlackRock liên quan tới Bitcoin spot ETF Cho nên đây là một cái sự kiện mà mang tính chất lịch sử các bạn Không biết là cuối cùng SEC có cho thông qua hay là không Nhưng mà chúng ta sẽ biết sớm trong vòng 5 tuần mà thôi Cái này sẽ không có kéo dài mãi mãi đâu Trong vòng 5 tuần chúng ta sẽ biết kết quả cuối cùng của ARK Invest là như thế nào và hiện bây giờ tất cả những động thái thường chia sẻ với các bạn hàng ngày Điều hướng về là SEC sẽ cho thông qua các bạn và khả năng là 90% sẽ được thông qua nhưng mà không có gì là 100% hết các bạn những gì mà thuận chia sẻ với các bạn là những cái ước tính những cái giả thuyết được chia sẻ tới những người mà họ theo dõi thị trường ETF thường xuyên không phải là chỉ riêng về Bitcoin Spot ETF mà họ theo dõi những động thái của SEC trước khi mà ra quyết định liên quan tới mỗi một cái đơn ETF và họ vẫn cho là khả năng cao là sẽ được thông qua chúng ta sẽ biết sớm nhưng mà điều quan trọng hơn đó là nhiều bạn sẽ muốn biết là nếu như thông qua thì đã sao thông báo không qua thì như thế nào các bạn để thường chia sẻ một bài viết với các bạn bài này thường cũng mới vừa đăng trên những mạng xã hội nó hơi dài một chút nhưng mà khi mà thường giải thích có thể là các bạn sẽ hiểu rõ hơn thường sẽ vừa đọc bài viết này vừa chia sẻ những cái thông tin chi tiết để các bạn hiểu thì mấy tháng nay đó chúng ta đã nói rất nhiều về bitcoin spot etf từ tháng 6 khi mà có thông tin đến từ blackrock các bạn và hiện bây giờ đó khả năng được thông qua là bao nhiêu chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới lại kỳ vọng của thị trường đi, thì hiện bây giờ đã kỳ vọng của thị trường đối với Bitcoin Spot ETF là được thông qua rất là cao. Chúng ta đã thấy rất nhiều bài viết và nhiều cái bài phân tích như thường dự chia sẻ với các bạn, BlackRock đã đệ đơn để có Bitcoin Spot ETF vào ngày 15 tháng 6 năm 2023. Lúc đó, đó thì giá Bitcoin là khoảng 30.000 đô và cho đến ngày hôm nay đó thì giá Bitcoin là khoảng 40.000 đô, các bạn. Nghĩa là từ khi mà BlackRock đệ đơn cho đến bây giờ đó thì đã tăng khoảng chừng là 25% rồi. Thì các bạn thấy được lợi ích nhiều gì? Cái kỳ vọng của thị trường cũng đã phản ảnh trong giá cả tăng trưởng trong thời gian qua và mỗi lần mà có tin tức giả liên quan tới được thông qua đây thì giá đều tăng các bạn và sau đó chưa dù biết là tin giả giá vẫn giữ được ở cái mức cao và tiếp tục tăng lên sau đó. Chúng tôi bây giờ hãy nói tới là trường hợp xấu bị từ chối thì ra sao? Nếu như mà SEC bất ngờ từ chối Bitcoin Spot ETF đó, thì khả năng các bạn sẽ biết là giá sẽ có cái sự giảm xuống, tại vì đương nhiên kỳ vọng nó ở đây mà bây giờ sự thật nó không phải như vậy thì các bạn thì được giá phải điều chỉnh. Cũng giống như là khi mà chúng ta bắt đầu có thông tin thì bắt đầu có kỳ vọng thì giá đã tăng trưởng để có thể là đi ngang với kỳ vọng đó. Thì nếu như mà kỳ vọng không còn nữa thì giá cũng sẽ phải có một sự điều chỉnh. Điều chỉnh bao nhiêu đó thì đương nhiên là không ai biết được đâu các bạn. Nhưng mà nếu chúng ta nói tới một cái đợt điều chỉnh tương đối là sâu đó là khoảng chừng là 20% thì các bạn thấy được là giá bây giờ là hơn 40.000 đô không biết là khi mà ra tin á, thì lúc đó giá sẽ là bao nhiêu các bạn có thể là còn cao hơn bây giờ nữa nhưng mà cho dù chúng ta lấy giá bây giờ đi thì nếu như mà chúng ta nói tới giá giảm 20% coi như điều chỉnh cũng tương đối sâu nghĩa là điều chỉnh xuống khoảng chừng là 8.000 đô thì giá Bitcoin có thể về khoảng chừng là 32.000 đô cho dù là như vậy các bạn thấy được là 32.000 đô vẫn cao hơn là cái mức 30.000 đô trước khi mà có thông tin liên quan tới BlackRock và Bitcoin Spot ETF đó là điều đầu tiên cho dù chúng ta thấy được là giá giảm xuống 30% đi các bạn nghĩa là điều chỉnh rất là sâu thì giá có thể điều chỉnh xuống khoảng chừng là 12.000 đô các bạn nghĩa là trừ ra cái mức giá hiện tại là xuống khoảng chừng là 28.000 đô thì các bạn thấy được là cũng đâu đó trả trở về cái mức giá mà trước khi mà có Bitcoin Spot ETF thì đây là những gì mà chúng ta có thể nghĩ đến nếu như mà bị từ chối các bạn thì giá sẽ điều chỉnh và sau là khoảng chừng là 20 tới 30 phần trăm có nghĩa là giá sẽ trả trở về cái mức là khoảng 30.000 đô như là trước khi có thông tin liên quan tới BlackRock để đơn của Bitcoin Spot ETF và đây là chúng ta nói tới là trong trường hợp mà điều chỉnh sâu thôi chứ còn điều chỉnh có thể là thấp hơn rất nhiều các bạn giống như điều chỉnh khoảng chừng là 10 phần trăm hay gì đó thì các bạn thấy được là trả về mức là 36.000 đô 36.000 đô là mức chúng ta cũng mới vừa thấy cái đây không có

làm quen với giá mới rất là nhanh nhưng mà để thường nhắc lại các bạn thấy là 36.000 đô có nghĩa là ngay cái lúc này là các bạn để thường zoom ra các bạn thấy rõ hơn thì 36.000 đô là mức giá chúng ta vừa mới thấy vào khoảng chừng cuối tháng 11 ngày 23 tháng 11 các bạn lúc đó chúng ta vừa mới ở mức 36.000 đô cho nên chúng ta thấy được là mỗi lần giá tăng đó rồi sau đó chúng ta làm quen với giá đó điều ta ta muốn là giá tiếp tục tăng nữa chứ thật ra cái sự tăng trưởng chúng ta đã thấy đã có rất là lâu rồi chúng ta thấy được cái giá liên liên tục tăng trưởng mà không có một đợt điều chỉnh. Sự thật, đừng nói đến là chúng ta có thể có tin tức xấu liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Trên căn bản khi mà các bạn nhìn thấy một cái sự tăng trưởng như thế này từ tháng 9 cho đến bây giờ, chúng ta nhìn thấy được là tăng không ngừng nghỉ và không có một sự điều chỉnh nào gọi là đáng kể hết đã có sự tăng trưởng là 60% các bạn, hơn 60% trong thời gian. Tôi thường zoom ra cái nến ngày để các bạn thấy rõ hơn. Trong thời gian chỉ khoảng chừng là 84 ngày mà thôi. 84 ngày các bạn chưa đến 3 tháng đã có sự tăng trưởng đã 60% rồi. Thì cho dù là chúng ta không nói đến Bitcoin Spot ETF bị từ chối chúng ta vẫn có thể đang chờ đợi một cái đợt điều chỉnh. Điều đó là điều rất là bình thường trong những cái sự tăng trưởng của Bitcoin các bạn. Không có gì mà tăng mãi mà không điều chỉnh hết. Đó là cái phần đầu tiên thường muốn các bạn nghĩ đến khi mà chúng ta có tin tức xấu liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới trường hợp tốt đi trường hợp được thông qua tại vì bây giờ đã kỳ vọng và tất cả những thông tin đều cho chúng ta thấy được là khả năng rất cao là được thông qua thì giá cả sẽ ra sao nó sẽ tăng hay là giảm thì nó thực sự không có đơn giản như các bạn nghĩ đâu chúng ta sẽ thấy được câu trả lời đó là tùy theo tùy theo gì các bạn tùy theo một số yếu tố mà không ai có thể biết chắc chắn được nhưng mà chúng ta sẽ nói tới một số những giả thuyết trước hết tới yếu tố đầu tiên khi mà bitcoin spot ETF được thông qua rồi đó chính là cái nguồn tiền mặt chờ đợi từ phố Wall để đầu tư vào bitcoin là bao nhiêu thứ nhì nguồn tiền từ chứng khoán trái phiếu và vàng đổ vào bitcoin để đa dạng hóa cho người đầu tư là khoảng bao nhiêu phần trăm chúng ta biết điều này là điều mà sẽ xảy ra các bạn tại vì không phải ai đầu tư vào chứng khoán cũng để chờ đợi lấy lời tuất không phải ai đầu tư vào trái phiếu cũng chỉ đơn giản là tại vì uh, họ yêu thích chính phủ Hoa Kỳ các bạn và không phải ai đầu tư vào vàng cũng có lòng tin dưỡng chất vào vàng người ta đầu tư chủ yếu đó là có một phần là tại vì họ muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư cho nên hoàn toàn chúng ta sẽ thấy có một phần tiền sẽ đổ vào trong bitcoin vì lý do đa dạng hóa danh mục đầu tư điều thứ ba là bao nhiêu người sẽ bán bitcoin để mua bitcoin spot etf nhưng mà điều này nó cũng không phải là quan trọng lắm đâu các bạn Tại vì trên căn bản nó cũng hồi nhau mà thôi Một người bán Bitcoin sau đó đi mua Bitcoin Spot ETF Và theo công thức thì công ty đó lại phải đi mua Bitcoin để mà tích lũy Để có thể bán cổ phần Cho nên cái này nó có thể là hồi nhau các bạn Và điều thứ tư là bao nhiêu nhà đầu tư GBTC Nghĩa là đầu tư vào quỹ Rayscale hiện tại Sẽ bán Rayscale Bitcoin Spot ETF khi mà được thông qua Tại vì họ đã chờ quá lâu rồi Lý do thì chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi Tại vì GBTC đó là không có tính thanh khoản cao À, không thể đổi lại thành Bitcoin được. Cho nên bây giờ rất nhiều người họ lưu trữ à, để họ có thể lấy được Bitcoin Smart ETF rồi sau đó họ sẽ bán. Tại vì họ đã chờ đợi từ bấy lâu nay. Đó là bốn yếu tố. Chúng ta tuy không biết chắc chắn được nên là con số cuối cùng sẽ ra sao tại vì không ai biết được tương lai. Nhưng mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó, sau khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi thì đương nhiên cũng như bây giờ sẽ dựa vào nguồn cung và cầu chỉ để chúng ta có nhiều cái nguồn cung và nhiều nguồn cầu khác nhau hơn là hiện bây giờ và tôi muốn chia sẻ một số giả thuyết được chia sẻ bởi một số những công ty một số những giả thuyết này đó chúng ta cũng đã nói tới trong vài video trước đây nhưng mà có một giả thuyết mới tôi muốn chia sẻ với các bạn đến từ Classno chúng ta bây giờ hãy nói tóm tắt lại ba giả thuyết lớn được chia sẻ bởi ba công ty đó chính là công ty galaxy conche và Classno và nhiều ước tính là nguồn cầu cao đang chờ đợi vào thị trường này đó là dựa theo những thống kê đến từ conche chúng ta biết là conche là một cái công ty mà họ thống kê một số quỹ đầu tư cho thấy được là nguồn tiền chảy vào là bao nhiêu mỗi một tuần. Chúng ta đã nói tới hàng tuần trên channel này. Và các bạn đã biết là 9 tuần liên tục chúng ta thấy là có tiền đổ vào Bitcoin. Thì đây là một dấu hiệu cho thấy là nhiều quỹ đầu tư lớn họ muốn đổ tiền vào trong Bitcoin. Và khi mà có Bitcoin Spot ETF có thể là họ sẽ đổ tiền vào những quỹ đó. Chứ không phải là những quỹ hiện tại và các thống kê volume giao dịch nghĩa là khối lượng giao dịch trên sàn CME gần đây các bạn thấy được là đã còn cao hơn cả sàn Binance thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là những nhà đầu tư lớn ở Hoa Kỳ tại vì sàn CME là ở Hoa Kỳ và sàn này đã dành cho những tổ chức đầu tư và những nhà đầu tư có tiền mà thôi có nghĩa là không phải dành cho Thuận và các bạn cho nên đây là một dấu hiệu cho thấy được là sự hứng thú giao dịch từ những nhà đầu tư lớn đang tăng cao lên tại Hoa Kỳ thì phần lớn những ước tính các bạn thấy được là những giả thuyết được đưa ra đó là dựa vào những yếu tố này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái giả thuyết đầu tiên được chia sẻ bởi Galaxy. Thì công ty Galaxy là công ty của Mike Noborad. Thì công ty này đã ước tính là năm đầu tiên sẽ có 14 tỷ đô la đổ vào trong thị trường này. Năm thứ hai sẽ có 27 tỷ đô la. Và năm thứ ba sẽ có 39 tỷ đô la vào quỹ bịt transport ETF. Như là sẽ có nguồn tiền không nhỏ nhưng mà nó sẽ từ từ vào thị trường này chứ không phải là vào ao ạt đâu. Và số tiền này đã sẽ đến từ đâu? Số tiền này đã sẽ đến từ một phần nhỏ của các quỹ quản lý tài chính. Họ đang quản lý tổng cộng là 48.000 tỷ đô la. Các bạn thấy được là khi chúng ta thấy những con số như là 14 tỷ năm đầu tiên, 27 tỷ năm thứ nhì nghe rất là lớn nhưng mà thật ra các bạn thấy khi mà chúng ta so sánh với lại cái tiền được quản lý bởi những người mà quản lý quỹ đầu tư đó thì đây là số tiền rất là nhỏ tại vì họ quản lý lên tới 48 nghìn tỷ cho nên đây là một phần rất là nhỏ cho nên nếu nói một phần này đi vào Bitcoin thì cũng không phải là quá đáng đâu các bạn. Nếu như mà theo giả trước này thì trong vòng một năm, nghĩa là đến tháng 1 năm 2025, giả sử như là Bitcoin được thông qua vào tháng 1 của năm sau, thì trong vòng một năm giá Bitcoin sẽ tăng 74%. Có nghĩa là khoảng 60.000 đô các bạn. Lúc mà bài viết này được chia sẻ bởi Galaxy đó thì cách đây cũng một thời gian rồi. Chúng ta chia sẻ với các bạn trước đó. Đây là cái thông tin liên quan tới call share chúng ta đã nói tới hàng tuần chúng ta nhìn thấy được là con xe cho thấy được là chín tuần liên tục có tiền đi vào thị trường này như thường vừa chia sẻ. Và đây là cái bài liên quan đến Galaxy các bạn. Bài này được chia sẻ vào ngày 24 tháng 10 thì à, lúc đó giá của Bitcoin đó ngày 24 tháng 10 là khoảng chừng là 34.500 đô thôi. Thì nếu chúng ta lấy con số đó nhân cho 74% thì chúng ta có con số là đâu đó khoảng 60.000. Thì cái ước tính 60.000 đô cho một Bitcoin vào tháng 1 của năm 2025 nghĩa là đã sao sau cái ngày Bitcoin halving tới khoảng chừng là 7 8 tháng đó, thì cũng không có quá đáng đâu các bạn. Nó cũng mang tính chất khá là khiêm tốn tại vì những cái ước tính khác đó là nói là tới lúc đó giá Bitcoin đã lên tới là hơn cơ trăm ngàn rồi. Thì đó là cái giả thuyết đầu tiên bởi Galaxy. Giả thuyết thứ nhì đã đến từ công ty Conshare thì Conshare họ nói là họ ước tính sẽ có khoảng chừng là 10% các công ty quản lý đầu tư sẽ đầu tư 1% vào Bitcoin. Theo giả thuyết này đó thì giá Bitcoin sẽ đâu đó khoảng chừng là 58.000 đô. Nhưng mà Conshare thì không nói thời gian các bạn, không giống như là Galaxy họ không nói là khi nào thì mới có cái số lượng tiền này vào trong quỹ Bitcoin Spot ETF. Tôi thường tìm cái bài Conshare các bạn, đây là một bài thường đã từng chia sẻ cách đây với các bạn khoảng chừng là vài ngày. Thì các bạn thì được là con share họ ước tính là khoảng chừng là 10% của cái số lượng tiền. À, thì à, họ ước tính là 10% đó. Thì đẩy giá Bitcoin đâu đó lên tới khoảng chừng là 58.687% các bạn. Không phải là 10% tiền từ thị trường tài chính truyền thống vào trong Bitcoin. Mà là 10% những cái người quản lý quỹ đầu tư. Họ đầu tư 1% tài sản của họ vào trong Bitcoin các bạn. Nghĩa là 10% quỹ đầu tư 1% tiền mặt mà thôi chứ không phải là 10% tất cả tiền. Đây là điều không muốn làm rõ ở đây. Đây là một ước tính cũng rất là gọi là khiêm tốn các bạn. Thì giá Bitcoin theo họ tính toán giữa Coinshare và Galaxy thì cũng có phần tương tự như nhau các bạn. Đâu đó khoảng chừng là 58 tới 60 ngàn đô. Con số cũng khiêm tốn như thường vừa chia sẻ với các bạn. Sau đó chúng ta có một bài viết rất là dài các bạn. Bài viết này là từ Classno. Bài viết này đã được chia sẻ để thông lấy ngài cho các bạn bài viết này cực kỳ dài luôn được chia sẻ vào ngày 20 tháng 11 có nghĩa là cách đây khoảng chừng 2 tuần thì bài viết này đã cũng đã nói tới rất nhiều những cái yếu tố chúng ta vừa nói đến nhưng mà để tóm tắt lại chúng ta sẽ không đi vào chi tiết của mỗi phần nữa các bạn nhưng mà để tóm tắt lại thì bài viết này nói là sẽ có khoảng chừng là 70 tỷ đô la sẽ đổ vào quỹ Bitcoin Spot ETF 10 số tiền được quản lý đang đầu tư vào chỉ số S&P hiện tại và 5% số tiền đến từ những người mà quản lý các quỹ vàng hiện tại thì con số này đó tính toán dựa theo Classno sẽ khoảng chừng là 70 tỷ đô la và ClassNode là công ty mà họ cung cấp những cái dịch vụ on chain chúng ta hay nói đến để thường cho các bạn thấy được là các phần họ nói 70 tỷ đang nằm ở đâu các bạn chúng ta sẽ đi tuốt xuống dưới bên dưới này các bạn nhìn thấy được là họ ước tính là khoảng 10% của những quỹ đầu tư vào chỉ số S&P 500 và 5% của những quỹ vàng như các bạn nhìn thấy thì họ cộng hai cái này lại khoảng chừng là 60.6 tỷ đô la cộng với lại 9.9 tỷ đô la từ thị trường vàng là khoảng 70.5 tỷ đô la nhưng mà điều thú vị là không như cái ước tính đến từ Galaxy hay là đến từ Conser, họ ước tính là có khoảng bao nhiêu tiền dựa theo giả thuyết cũng tương tự là bao nhiêu tiền từ thị trường tài chính đổ vào thị trường này, nhưng mà họ không có đưa cho chúng ta một cái cách tính là làm sao mà họ tính được giá Bitcoin tăng bao nhiêu tại vì chúng ta biết là có cái sự kết nối không rõ ràng giữa vốn hóa và tiền mặt các bạn. Như là chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa của Bitcoin đó chính là công thức tính từ giá Bitcoin được giao dịch gần đây nhưng cho bao nhiêu Bitcoin trên thị trường. Nó không có đại diện cho cái giá thật sự của Bitcoin tính theo là số tiền đi vào. Nghĩa là một đồng đô la tiền mặt đi vào thị trường này có thể ảnh hưởng rất lớn đối với vốn hóa. Thì dựa theo Classno đó họ chia sẻ một cái thông tin bên dưới này. Thuận thực sự cũng không có rõ 100% đâu các bạn nhưng mà thường cũng nhìn nhiều nguồn và họ chủ yếu nói đó là thông tin này cho chúng ta thấy là dựa theo thời điểm bây giờ thì Classno nói là mỗi một đô la đi vào trong thị trường này thì vốn hóa sẽ tăng khoảng chừng là 3 đô la. Đó là hiệu ứng hiện tại. Thì nếu chúng ta tính như vậy đó thì uh, tôi thường trở về bài viết của mình. Hồi nãy đáp phần này thường viết lộn là tính theo triệu các bạn thường đã chỉnh sửa bên dưới ở Twitter và những cái bài trên mạng xã hội. Nhưng mà thường nói tới nãy giờ đó là nếu chúng ta nghĩ là có 70 tỷ sẽ vào trong thị trường này từ class no nhưng mà mỗi 1 tỷ sẽ tương đương với lại 3 tỷ đô la vốn hóa, có nghĩa là 70 tỷ này sẽ khiến cho vốn hóa của Bitcoin tăng 210 tỷ. Vốn hóa hiện tại của Bitcoin là khoảng đâu đó là 778 tỷ, có nghĩa là vốn hóa có thể tăng 27%. Nếu chúng ta tính cái phần trăm này vào trong giá Bitcoin hiện tại đó thì giá Bitcoin sẽ đâu đó khoảng chừng là 50.000 đô các bạn, 50 tới 51.000 đô thì các bạn đã thấy được là ước tính của cả ba công ty này đã có cái phần nó gần như giống nhau nói chung nó là giá bitcoin khi mà được thông qua bitcoin spot etf rồi thì trong vòng một năm sẽ đâu đó từ 50.000 đến 60.000 đô các bạn 50.000 đến 60.000 là chúng ta cách cái đỉnh cũ không còn bao nhiêu nữa nhưng mà ước tính này đã cũng khá là khiêm tốn dựa theo lịch sử giá của Bitcoin các bạn. Tại vì chúng ta đã biết là năm sau đó chúng ta sẽ có những cái thông tin lớn liên quan tới Bitcoin Heaven. Chúng ta có cái thông tin liên quan tới bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Chúng ta cũng có khả năng là thấy Fed sẽ giảm lãi suất trong năm sau. Cho nên cái ước tính này đó cũng khá là kim tốt nhưng mà nó có thể là chỉ xoay quanh duy nhất một cái sự kiện đó chính là sự kiện bitcoin spot etf mà thôi chứ không tính những ảnh hưởng của những sự kiện khác chúng ta đang nói tới mới đây đó là cái phần cầu các bạn nhu cầu là sẽ là bao nhiêu dựa theo những quỹ này chúng ta bây giờ hãy nói tới cái phần cung đi đương nhiên là khi mà bitcoin spot etf được thông qua thì có người muốn mua sẽ có người muốn bán các bạn thì dựa theo chi phí morgan Ước tính khi mà GBTC được chuyển đổi thành Trayscale Bitcoin Spot ETF thì có thể là có khoảng chừng là 2 tỷ 7 đô la lực bán từ những nhà đầu tư vì họ đã chờ đợi để bán từ bấy lâu nay rồi mà chưa bán được. Thì đây là cái bài chúng ta cũng đã từng nói đến gần đây các bạn. Đây là cái bài viết từ Coindesk liên quan tới nhận định của JP Morgan 2 tỷ 7 sẽ rời khỏi. Thêm vào đó chúng ta có thể thấy được là sức bán có thể đến từ DCG các bạn. Công ty DCG này là công ty mẹ của công ty Rayscale Thì tại vì sao vậy? Vì khả năng là họ đang cần tiền để mà giải quyết cái vụ Genesis phá sản Chúng ta đã biết là DCG gần đây đã bán công ty Coindesk Như nhiều bạn đã biết là Coindesk là trang web Mà các bạn có thể cập nhật thông tin liên quan đến crypto đó Thì công ty DCG là công ty mẹ của Coindesk Và họ đã bán Coindesk cho cái sàn Bullish. Sàn này là thuộc sở hữu của cái đơn vị đứng sau lưng EOS Chúng ta đã nói tới trước đây rồi Thì chúng ta thấy được là Coindesk là một trang Mà nếu như mà tiếp tục lưu trữ cái trang này đó và tiếp tục phát triển thì đương nhiên sẽ có kết quả tốt trong cái đợt tăng trưởng kế tiếp các bạn tại vì hiện bây giờ mọi thứ đang nóng trở lại thì đương nhiên tin tức bán quảng cáo trên những trang này cũng sẽ tăng lên. Thì tại sao mà DCG lại bán Condes thì đơn giản thôi tại vì họ cần tiền bây giờ họ không có chờ được. Thì điều mà chúng ta nên biết đó là công ty DCG này cũng là công ty sở hữu một phần của GBTC. Sở hữu bao nhiêu các bạn thì chúng ta thấy được là có một cái thông tin đến từ DCG trước đây thì Bell Shepard nói là công ty DCG và những công ty con thuộc quyền sở hữu đó là họ đang lưu trữ khoảng chừng 10% của GBTC. Thì điều này nó quan trọng tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta đang ước tính xem coi lực bán là bao nhiêu. Chúng ta biết lực bán có thể đến từ những nhà đầu tư của GBTC cộng với lại công ty DCG. Thì nếu chúng ta nói tới là 10% thì dựa theo cái bài viết này đó tổng cộng số tiền đang được quản lý bởi Drayscale là khoảng 10 tỷ rưỡi các bạn, 10 tỷ rưỡi đô la thì 10% đâu đó khoảng chừng là 1 tỷ. Thì nếu chúng ta lấy con số đó cộng với lại 2 ,7 tỷ 7 được nêu ra bởi JP Morgan thì lực bán tổng cộng sẽ đâu đó là khoảng chừng 3 ,7 tỷ 7 các bạn. Thì các bạn thấy rất rõ ràng nếu như mà dựa theo những giả thuyết này thì cái nguồn cầu có thể là lên tới 14 tỷ, cao hơn nguồn cung nghĩa là khoảng 3 ,7 tỷ 7 thì nghe có vẻ như là giá sẽ tăng. Nhưng mà nó không đơn giản như vậy các bạn. Tại vì chúng ta cần phải nghĩ đến hai yếu tố. Thứ nhất, chúng ta cần phải nghĩ đến là lực bán này có đủ để khiến cho Bitcoin giảm mạnh do những lệnh lon bị thanh lý hay là không. Tại vì các bạn nên nhớ là cái giả thuyết của scale đó nó là hai chiều. Khi mà chúng ta thấy được là giá tăng lên tại vì tiền vào thị trường này tại vì mỗi một đô la thì sẽ khiến vốn hóa tăng 3 đô la các bạn và ngược lại mỗi một đô la rời khỏi thì sẽ khiến vốn hóa giảm 3 đô la nó là hai chiều và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những linh đòn bảy bây giờ trên thị trường là ra sao các bạn. Trước hết các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là tài liệu đổi từ Crypto One và đây là cái số lượng linh đòn bảy được thống kê bởi họ. Chúng ta đã nhìn thấy được là bắt đầu từ tháng 9 sau khi chúng ta có một cái đợt thanh lý linh đòn bảy lớn xảy ra vào hồi tháng 8. Các bạn nhớ lúc đó là giá Bitcoin đó là xuống từ 29.000 xuống chỉ còn có 26.000. Lúc đó đã có rất nhiều lệnh bị thanh lý. Nhưng mà ngay sau đó, đó các bạn thấy được bắt đầu là khoảng chừng giữa tháng 9 chúng ta bắt đầu thấy là lệnh đòn 7 lại từ từ xuất hiện trở lại và đã trở về cái mức như là trước khi bị thanh lý hồi tháng 8 các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này đó là đại diện cho những linh đoàn 7 thì đã tăng trong vòng mấy tháng qua nghĩa là càng ngày càng có nhiều linh đoàn 7 thì chúng ta đưa ra cái mức linh đoàn 7 bây giờ đó đã trả về cái thời điểm là khoảng chừng tháng 11 của năm ngoái tuy là không có cao như là những thời điểm sôi động như là năm 2021 các bạn lúc mà giá đạt đỉnh nhưng mà cũng tương đối là cao khi chúng ta nhìn cái số lượng linh đoàn 7 trong vòng một năm qua nói tóm lại là linh đoàn 7 đã có dấu hiệu tăng trưởng chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng lệnh đòn 7 này đã bây giờ đang nghiêng về phía nào thì à, dựa theo chúng ta nhìn vào cái tài liệu đến từ con class đó, thì trung bình 4 giờ qua lệnh đòn 7 là nghiêng về bên long các bạn 53.25 phần trăm nhiều hơn là short là có 46 phần trăm mà thôi trong vòng một ngày qua đó thì các bạn thấy được là vẫn có nhiều lệnh long hơn là lệnh short hiện tại có thể hiểu đơn giản là nhiều lệnh long trên thị trường hiện tại một điều mà có thể làm cho các bạn cảm thấy là nó đỡ lo lắng hơn là tuy là có nhiều lệnh đòn bảy nhưng mà cái phần trăm đồng bảy sử dụng đó thì đã không có nhiều so với lịch sử các bạn. Sau khi mà có cái đợt thanh lý mạnh hồi tháng 8 đó thì lệnh đồng bảy tuy đã tăng lên nhưng mà cái số lượng người sử dụng đòn bảy đó lại sử dụng phần trăm đồng bảy thấp hơn như các bạn nhìn thấy đại diện bởi cái đường màu xanh trên màn hình khi mà zoom ra đó thì các bạn thấy được là cái phần trăm đồng bảy sử dụng bây giờ đó rất là thấp so với là lịch sử các bạn trong vòng khoảng chừng là 2 năm qua điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới giá vàng thì giá vàng như thế nào các bạn khi mà có bị transport etf được thông qua thì à, để thuận zoom ra để các bạn thấy rõ hơn vàng etf ở hoa kỳ được thông qua đầu tiên là ngày 18 tháng 11 năm 2004 Nghĩa là cuối năm 2004 đó bạn sau đó thì giá vàng vẫn ra sao? Tuy là vàng với Bitcoin không hoàn toàn giống nhau Nhưng mà chúng ta nhìn vào lịch sử của vàng ETF Thì ít như gì cũng cho chúng ta có một cái cách nhìn về khả năng Bitcoin spot ETF sẽ ra sao khi mà vừa được thông qua Tại vì nhiều bạn quan tâm đến ngắn hạn nhiều hơn Thì nếu chúng ta chỉ dựa vào lịch sử của vàng đó Chúng ta trở lại năm 2004 đi Thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn Chúng ta bây giờ hãy nói tới trước đó đi Trước đó vào khoảng chừng là tháng 5 thì không biết là cái tin tức liên quan tới vàng ETF là khi nào dẫn đến sự sôi động các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là vào khoảng tháng 5 của năm 2004 nghĩa là khoảng chừng 6 tháng trước khi mà vàng ETF được thông qua thì chúng ta nhìn thấy được là giá cũng đã có một cái sự tăng trưởng tăng trưởng bao nhiêu các bạn tổng cộng là khoảng gần 23% trong thời gian đó Chúng ta bây giờ hãy zoom vào đi. Thì cái ngày mà vàng ETF được thông qua đó là khoảng ngày này nè các bạn. Khoảng chừng là gần cuối tháng 11 ngày 18 tháng 11 năm 2004. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là sau khi mà được thông qua chính thức đó, thì giá vàng vẫn tăng. 10 ngày sau đó là tăng khoảng chừng là 3.18%. Thu nói phần trăm để các bạn có thể hình dung được. Nhưng mà trên căn bản đó chúng ta thấy được là vàng với lại BTC cái độ dao động nó khác nhau rất là nhiều. Cho nên đó là điều các bạn cần phải nghĩ đến. BTC dao động rất nhiều so với lại vàng thì không dao động là bao nhiêu. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể nhận ra được là sau khi thông qua đó thì cái sự hứng thú vẫn còn cái sự hứng thú đã có kết đó hơn chừng là 6 tháng rồi dẫn đến giá vàng đã tăng nhưng mà sau khi mà thông qua rồi đã giá vàng vẫn tiếp tục tăng thêm một chút xíu nữa các bạn nhưng mà lại đạt cái đỉnh gần đó khoảng chừng 10 ngày sau khi mà vàng ETF được thông qua rồi chúng ta thấy được là giá vàng đó sau đó lại giảm các bạn giảm khoảng chừng là hơn 10% Nghĩa là giảm tổng cộng là khoảng 69 ngày, có nghĩa là khoảng chừng là 2 tháng các bạn. Giảm liên tục 2 tháng sau đó từ cái thông tin mà có vàng y được thông qua giảm liên tục 2 tháng khoảng chừng là 10% rồi sau đó chúng ta thấy được là giá vàng lại bắt đầu trên cái đà tăng trưởng các bạn từ lúc đó đã tăng liên tục đi hình zoom đã các thấy rõ hơn đây là cái thời điểm của năm 2005 mà tăng liên tục cho đến năm 2011 các bạn nhìn thấy được là giá vàng đã tổng cộng đã có một cái sự tăng trưởng là 368% kết thúc cái đợt tăng trưởng đó ở cái mức là chúng ta nhìn thấy được là 1920 đô cho một ounce vàng từ cái lúc thấp vào năm 2005 là chỉ có 455 đô thôi các bạn Và đây là lịch sử của vàng ETF cho những bạn nào mà quan tâm tại mình thì mình như bạn cũng đã hỏi thuận chi tiết về giá vàng ta phản ứng ra sao không có gì là đảm bảo hết các bạn và đây nó cũng không phải là bitcoin là vàng và đây là lịch sử của vàng cho nên chúng ta không biết được là bitcoin sẽ vẫn ra sao nhưng mà tới cuối cùng nữa, các bạn đã thấy được một điều đó chính là để nói là giá bitcoin sẽ tăng hay là giảm sau khi mà có bitcoin ETF được thông qua hay là không thông qua đó. nó cũng không có đơn giản như các bạn nghĩ nó dựa vào rất nhiều yếu tố và tất cả quy ra là cung và cầu và để biết được cung và cầu đó thì không ai biết được trước hết các bạn tất cả đều về giả thuyết rồi giả thuyết trên giả thuyết nữa cho nên chúng ta nên cẩn thận với tất cả những cái suy đoán là như thế nào nhưng mà một điều mà thuận có lòng tin á chính là bitcoin spot ETF là cánh cửa sẽ dẫn đến nhiều tiền hơn đi vào thị trường này trong thời gian dài hạn như thường đã nói ở cái phần đầu video phần lớn các bạn đều hỏi thuận là giá sẽ ra sao khi mà ETF được thông qua không có mấy người hỏi thuận là giá cả của thị trường này vốn hóa sẽ ra sao một hai năm sau khi mà ETF được thông qua các bạn cái đó mới là điều quan trọng hơn nhưng mà cho dù chúng ta nhận được cái thông tin không tốt là không được thông qua đi nữa các bạn nên nhớ là trước đây vài tháng đâu có mấy người nói tới Bitcoin Spot ETF đâu các bạn chúng ta chỉ quan tâm đến Bitcoin hai bình mà thôi và trên căn bản các bạn đã biết Bitcoin Spot ETF đã bị từ chối liên tục 10 năm bởi SEC 10 năm qua các bạn nhìn vào giá cả Bitcoin thì ra sao Các bạn thấy được là thị trường này đó không chỉ ngồi đó mà chờ đợi Bitcoin Spot ETF Nó chỉ là một cái bước tiến tới tự nhiên mà thôi Tại vì một cái thị trường ngày càng trưởng thành Một tài sản ngày càng được nhiều người quan tâm Thì đương nhiên sẽ có ETF các bạn Cái gì cũng có ETF hết Chứ nó là vàng, bạc, những kim loại Đều có quỹ ETF hết Nó là một cách đơn giản hơn để những nhà đầu tư tiếp cận Và nhu cầu thì có chỉ là khi nào thông qua mà thôi Cho nên tôi không muốn các bạn quá chú tâm đặt quá nặng vào trong vòng 5 tuần tới đây sẽ ra sao điều quan trọng hơn đó là các bạn sẽ có những chiến lược như thế nào liên quan đến việc là bị từ chối hay là được thông qua và nói tới chiến lược đó thì tệ thuần chập nhật với các bạn cái danh mục đầu tư của mình thì trước hết để thùng cập nhật cái danh mục đầu tư vào crypto các bạn và chúng ta đã thấy được là hiện bây giờ đó thì phần trăm lớn nhất thùng đầu tư vẫn là bitcoin kế đó đó phần trăm lớn thứ nhì đó chính là ethereum các bạn ethereum là 26% bitcoin là 68% chúng ta có một số những đồng nhỏ hơn mà thùng vẫn đầu tư hiện tại chúng ta có Cardano là 1.7% chúng ta có xrp là 1.6 chúng ta có đồng dogecoin là 0.6 chúng ta có solana là 1.2% cái điều mà khác biệt lớn nhất các bạn so sánh giữa hai tuần trước và bây giờ tại vì mỗi hai tuần thì mới coi như một lần thì hai tuần trước đó chúng ta thì là thuận vẫn lưu trữ là 3.37% phần trăm bnb bây giờ là không phần trăm tại sao thì nhiều bạn đã nhớ đó là Thường đã chia sẻ với các bạn một cái bài ngày 21 tháng 11, à, Thường nói với các bạn liên quan đến sự kiện của Binance thì Thường đã quyết định lúc đó là đổi hết BNB qua Ethereum. Thì Thường đã nói là có thể BNB sẽ bay cao hơn cả Ether sau này, cái đó Thường không biết được, Thường chỉ có thể quản lý rủi ro hiện tại mà thôi. Và hiện tại đó thì Thường vẫn thích lưu trữ Ether hơn là BNB, cho nên à, vào ngày 21 tháng 11 Thường đã đổi hết BNB qua Ethereum. Và thật ra khi các bạn nhìn vào phần trăm của BNB đó các bạn thấy được nó cũng đã giảm theo thời gian rồi chứ không phải là mới đây đâu. Các bạn thấy được là có một thời gian thường lưu trữ tới khoảng chừng là 10% đồng BNB. Nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn cách đây cũng rất lâu rồi các bạn. Đây là một cái bài như bạn đã nhớ. thuận chia sẻ vào ngày 20 tháng 11 của năm ngoái, nghĩa là hơn một năm trước đây. Thuận đã nói với các bạn là Thuận đã bắt đầu đổi khoảng chừng là 10% của tổng BNB qua Ethereum. Đơn giản lúc đó thường nghĩ là Ether, có tiềm năng hơn và an toàn hơn đối với các đầu tư của Thuận, cho nên đó là điều mà Thuận đã chia sẻ trước đây với các bạn thì tới bây giờ đó Thuận cũng đã cảm thấy được là cái quyết định này cũng đã dẫn đến cái lợi nhuận tốt hơn Trong vòng một năm qua các bạn Nhưng mà cái này là phải là Thuận biết trước đâu Nếu Thuận biết trước thì Thuận đã dồn hết tiền vào Bitcoin rồi Tại vì y từ năm nay cũng không có tăng vào Bitcoin các bạn Tất cả những quy định của Thuận đó là sẽ bắt nguồn từ quảng đi rủi ro trước Rồi mới tính tới lợi nhuận Thuận đã từng chia sẻ với các bạn một trong những câu nói Mà rất nhiều người rất là thích lập đi lập lại từ Warren Buffett Đó chính là có hai quy định trong đầu tư Quy định đầu tiên đó chính là đừng để mất tiền quy định thứ nhì là đừng bao giờ quên quy định đầu tiên thì khi mà nghe đó các bạn sẽ cảm thấy là mắc cười tại vì làm sao có thể là không mất tiền được khi đó ông không có nói rõ nhiều người đó đã không hiểu rõ câu nói đó các bạn nhưng mà thật sự cái mà được nói đến với Warren Buffett là khi chúng ta bắt đầu đầu tư thì chúng ta không thể nghĩ đến là đầu tư đi lời cũng được lỗ cũng được không sao hết cứ đầu tư thì cái đó là một cái suy nghĩ mà sẽ dẫn đến chúng ta mất tiền khi mà đầu tư chúng ta phải suy nghĩ kỹ và sẽ quản lý rủi ro của mình và quan trọng hơn hết là nghĩ đến quản lý rủi ro rồi mới nghĩ đến lợi nhuận chứ đừng nghĩ đến chỉ lợi nhuận mà thôi và không nghĩ đến quản lý rủi ro nó sẽ dẫn đến các bạn đưa ra những quyết định sai lầm bảo tồn vốn trước rồi mới nghĩ đến lợi nhuận cho dù đó có nghĩa là các bạn sẽ chấp nhận lợi nhuận thấp hơn nhưng mà điều quan trọng đó như là các bạn đã biết là các bạn muốn có lợi nhuận nhiều thì các bạn phải có lợi nhuận ít lợi nhuận ít các bạn sẽ sống dài hơn và các bạn sẽ có lợi nhuận nhiều hơn. Đó là điều mà Thu muốn chia sẻ ở đây với các bạn. Nhưng mà đó là cái phần liên quan tới đầu tư crypto mà thôi và các bạn biết là crypto là một phần trong danh mục đầu tư của Thuận. Nếu như chúng ta tính tổng danh mục đầu tư đó thì các bạn thấy được là crypto bây giờ vẫn là phần lớn nhất. Các bạn nhìn thấy được là khoảng chừng 57.25% bây giờ tài sản của Thuận nên nằm ở trong crypto. Cho nên nếu các bạn hỏi Thuận là Thuận tin crypto bao nhiêu thì Thuận tin crypto đến mức mà hơn 50% phân nửa tài sản của Thuận hơn cái đó đang nằm trong crypto hiện tại. Đó là lòng tin của Thuận đối với thị trường crypto. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là tiền mặt bây giờ là khoảng 10.64%. Cổ phiếu là 3.6% và bất động sản và một số những tài sản khác đó là khoảng 28.5%. Thì ngay bây giờ Thuận đang làm gì các bạn khi mà giá cả tăng trưởng? Thì hiện bây giờ đó Thuận đang chốt lời một phần các bạn để tiếp tục cân bằng lại tiền mặt. Tại vì các bạn đã nhớ là Thuận đã dùng tất cả stablecoin để mà mua crypto hồi tháng 3 của năm nay và các bạn đã nhìn thấy được là phần trăm để Thuận trở về cái trang web này để các bạn thấy rõ hơn. Thì phần trăm tiền mặt của Thuận đó các bạn thấy được là trước tháng 3 của năm nay là 27.26%. Các bạn đã nhớ là Thuận lưu trữ rất nhiều tiền mặt trước khi mà đi vào cái mùa downtrend này tại vì các bạn đã nhớ là thuần chốt lời năm 2021 đã chia sẻ rất nhiều với các bạn bà thuần lưu trữ hơn 1 phần 3 tiền mặt lúc đó rồi dùng đó để mà từ từ chung mình giá vào trong vòng 1-2 năm tới nhưng mà các bạn đã thấy được là vào tháng 3 của năm nay đã có một sự kiện là sự kiện liên quan tới USDC dẫn đến là Thuần đã dùng hết stablecoin của mình để mà bỏ vào trong Bitcoin lúc đó. Thì nhìn lại đó là quyết định tốt các bạn tại vì lúc đó giá rất là rẻ. Nhưng mà nhìn lại thì cũng là một thời kỳ có nhiều cái nguy hiểm các bạn nhưng mà đó là cách mà thuận quản lý rủi ro và bây giờ đó thì thuận đã nhân cơ hội giá cả tăng gần đây và các bạn đã biết là trong thời gian hơn một năm qua thuận chung mình giá rất là nhiều và đã sốt sáng chung mình giá bắt đầu từ tháng tư của năm ngoái thuận đã chia sẻ rất nhiều những bài viết trên mạng xã hội với các bạn thì bây giờ thuận sẽ bắt đầu chốt lời để mà cân bằng lại phần tiền mặt thì bây giờ là vẫn khoảng chừng là 10% mà thôi. Một chuyện điều các bạn đã thấy đó là cho dù Thuận đã bắt đầu chốt lời nhưng mà phần trăm crypto của Thuận vẫn tăng. Trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là phần trăm tiền mặt thì không có thay đổi nhiều. Lý do tại sao vậy? Là tại vì giá crypto tăng các bạn cho nên những cái phần trăm này nó cân bằng trở lại. Và cái quyết định này nó cũng không có liên quan trực tiếp đến Bitcoin Spot ETF đâu các bạn. Trên căn bản đó, nếu như mà giá tăng đến cái mức như thế này, nó đã tăng rất nhiều trong vòng một năm qua như các bạn đã biết. Cho dù là nó tăng vì lý do gì, Thuận cũng sẽ có quyết định tương tự như vậy. Tại vì quyết định của thần là liên quan đến nguyên tắc đầu tư và quy định đầu tư thôi các bạn. Và đây chỉ là những cái chia sẻ của bản thân thù mà thôi các bạn sẽ có quyết định riêng của mình. Tại vì mỗi bạn sẽ có mỗi cái thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau bây giờ đã thuận đang làm như thế này tại vì thuận đã có những động thái cách đây 1-2 năm thì nhiều bạn bây giờ có thể là vẫn chưa có tích lũy đủ thì vẫn có thể tiếp tục tích lũy mỗi bạn sẽ có một cái nhu cầu và thời gian đầu tư và cái vị thế khác nhau không ai giống ai hết các bạn thường chỉ muốn chia sẻ để các bạn rõ ràng hơn mà thôi để cho mỗi khi mà thuận nói về tin tức đó, thì các bạn có thể biết được là uh, thuận lưu trữ bao nhiêu phần trăm tài sản trong crypto và thuận đang lưu trữ những đồng nào để các bạn có sự rõ ràng và đây cũng là một chuyến điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn một cái kỳ vọng là chia sẻ cái quá trình đầu tư của mình với tất cả các bạn và để cho các bạn theo dõi được thì thường phải chia sẻ từng bước một chứ nếu như mà tới bây giờ ra thường nói với các bạn ồ thường đã chốt lời năm 2021 thì các bạn làm sao biết được các bạn chỉ ngay lúc đó lúc đó thường không biết được giá tăng nữa hay là không nhưng mà thường lúc đó đã quyết định là chốt lời thì khi nhìn lại các bạn mới cảm thấy được là ờ uh, thường đã chia sẻ những gì mà mình làm giống như là năm ngoái các bạn lúc đó thì uh, thường đã chia sẻ là Thuận trở lại làm việc thường tích lũy tiết kiệm tất cả để có thể là đầu tư vào trong thị trường này tại vì Thuận tin đây là thời điểm rất là tốt chứ còn nếu như mà thằng không nói như vậy thì bây giờ thường nói là ờ uh, thường đã tích lũy nhiều cái năm qua thì nó đâu có <laughs> bất cứ một cái chi tiết nào để cho các bạn theo dõi được đâu thì nó cũng không mang nhiều ý nghĩa các bạn đó là tại sao thường chia sẻ thông tin này với các bạn để các bạn nắm bắt được mà thôi và có một câu hỏi đó thường cũng thường hay nhận được là nếu như mà chốt lời giống như là mức là 35.000 đô đi thì sau này mua lại giống như là mức 38.000 đô hay là gì đó thì có phải là chốt lời rồi lại phải mua lại mức cao hơn hay là không? Thì các bạn không thể tính như vậy được tại vì khi các bạn trung bình giá vào đó thì các bạn không có tính cái mức giá cao nhất so với cái mức giá các bạn bán mà các bạn tính cái mức giá trung bình các bạn đã trung bình trong thời gian đó là bao nhiêu trung bình giá bán ra cũng vậy các bạn thuận không phải là một người mà thích all in hay là all out thì khi mà thuận chốt lời thuận cũng sẽ chốt lời chút ít thôi các bạn từ, từ 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 và đương nhiên thuận sẽ trung bình giá out thì các bạn thì là trung bình giá out giả sử như là thuận bán từ 35 ngàn tới 40 ngàn đi thì cái mức trung bình giá out của thuận giả sử như là ở mức là 39 ngàn hay gì đó rồi sau đó giá có sự điều chỉnh xuống 37.000 thì khi mà thùng mua lại thì uh, các bạn thấy rồi thùng đã chung mình giá ra ở mức 37. Cho dù là thùng đã có một số những bịch khôi đã bán ra ở mức thấp hơn mức đó nhưng mà cái mức trung bình của thùng trung bình giá ra vẫn cao hơn thì đó là cách mà các bạn tính chứ không thể nào mà các bạn tính riêng lẻ từ một lệnh một được đã nói là các bạn thực hiện kế hoạch trung bình giá thì tất cả chỉ dựa vào cái giá trung bình mà thôi và quan trọng hơn đó là các bạn cần phải có cái chiến lược đầu tư của mình Các bạn muốn bao nhiêu phần trăm vào crypto Bao nhiêu phần trăm vào tiền mặt Bao nhiêu phần trăm vào những cái tài sản khác Các bạn phải có cái con số đó trong đầu trước Và các bạn đưa ra những chiến lược cho bản thân của mình Các bạn sẽ không thể quản lý được thị trường Các bạn thị trường có thể lên, có thể xuống bất cứ lúc nào Thậm chí là lên xuống mà không cần lý do Nhưng mà các bạn chỉ có thể quản lý được Bản thân của mình mà thôi Và Thuận cũng thường hay chia sẻ một số quy định với các bạn Để Thuận lập lại trong cái video này à, Các bạn nên nhớ là một số quy định Thuận tuân theo Thuận chỉ muốn chia sẻ để các bạn nắm bắt được mà thôi thứ nhất là đừng tin ai hết các bạn các bạn đã biết trong thị trường này đó đừng nói đến là có nhiều lừa đảo cho dù một ai đó họ thật sự có lòng tốt muốn giúp đỡ các bạn thì cũng chưa chắc là những gì họ nói với các bạn đã đúng rồi các bạn có thể nghe theo và hoàn toàn có thể bị thua lỗ và nó đi song song với tự tìm hiểu năm nay như thường chia sẻ đã gần hết năm 2023 rồi năm nay đã có hàng loạt hàng loạt những thông tin tiếng Việt cũng có tiếng Anh cũng có so với lại cái đây 60 năm khi mà thùng bắt đầu tham gia vào thị trường đó thì rất cái thông tin các bạn bây giờ thông tin thì đầy luôn các bạn chỉ cần đọc các bạn chỉ cần lên Google kiếm là có cho nên tự tìm hiểu nó dễ dàng hơn bao giờ hết từ giữ crypto các bạn điều này cũng không cần phải nói nhiều rồi những sự kiện xảy ra năm ngoái liên quan tới voi rồi FTX liên quan tới Celsius các bạn đã biết tại sao nên tự lưu trữ crypto rồi nhớ chút lời các bạn không chút lời người khác sẽ chút lời dùm các bạn phân bổ vốn như thường vừa chia sẻ với các bạn mới đây đó các bạn cũng nên nghĩ đến việc phân bổ vốn đó là một cách quản lý rủi ro và không vay mượn các bạn đầu tư đó thì đã căng thẳng rồi các bạn vay mượn để mà đầu tư đó thì lại càng căng thẳng hơn mà càng căng thẳng các bạn càng dễ đưa ra quyết định sai lầm và zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh này và phần cuối video đó nó cũng khá dài rồi các bạn. À, Thuận sẽ dành thời gian để cùng các bạn trung bình giá account demo. Thì account này chúng ta đã cùng nhau tạo trên CoinGecko để nhắc lại. À, để các bạn nhớ đó chính là vào tháng 4 của năm ngoái. Thì lý do tại sao Thuận tạo account này để cho các bạn có thấy được là quá trình trung bình giá đã ra sao. Và trung bình giá từ những mức cao các bạn để các bạn thấy được kết quả như thế nào. Các bạn đã nhớ chúng ta đã bắt đầu trung bình giá Bitcoin từ lúc là 46.600 đô cao hơn cả bây giờ nữa các bạn và chúng ta bắt đầu trung bình giá Ether là 3.514 đô và mỗi tuần chúng ta đơn giản chỉ mua 100 đô Bitcoin và 100 đô Ether thôi thì đến ngày hôm nay đây các bạn nhìn thấy được là chúng ta đang có lợi nhuận là 50% các bạn gần 51% trong đó chúng ta có lợi nhuận là 65% đến từ Bitcoin và 35% đến từ Ether Chiến lược cực kỳ đơn giản các bạn, chỉ cần mỗi một tuần chúng ta mua 100 đô Bitcoin và 100 đô Ether. Đây là một ví dụ thôi các bạn, để các bạn thấy được là con số nó như thế nào, chứ còn các bạn có thể tự đưa ra con số cho bản thân của mình. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là account này đã có lãi từ lúc 20 mấy ngàn đô chứ không phải là bây giờ đâu. Cho các bạn thấy được là cho dù chúng ta đã bắt đầu chung mình giá từ mức rất là cao và mức giá bây giờ vẫn thấp hơn mức đó nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn có lãi là hơn 50%. Các bạn có nghĩ khi mà giá trở về đỉnh cũ và lập đỉnh mới đó thì phần trăm này nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ khi mà ngày đó đến các bạn nhưng mà bây giờ đã kết quả cũng rất là tốt trong hơn một năm trung bình giá và hôm nay cũng không ngoại lợi các bạn chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá 100 đô cho Bitcoin và 100 đô cho Ethereum thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu trung bình giá cho Bitcoin đi thì chúng ta được là giá bây giờ chúng ta mua trung bình là 24.465 một trong những điều các bạn đã thấy được là khi mà giá tăng đó, thì cùng một số tiền các bạn mua được ít Bitcoin hơn. Cho nên trung bình giá tốt là khi mà giá xuống chứ không phải giá lên các bạn. Thì bây giờ 100 đô đó, wow các bạn chúng ta chỉ có thể mua được 0.002459 Bitcoin mà thôi. Thôi sẽ bấm submit các bạn. Wow, Bitcoin gần 44 000 rồi các bạn. Bây giờ là 40.600 đô. Thì uh, hôm nay chúng ta coi như là trung bình giá xong cho Bitcoin. Chúng ta cũng sẽ trung bình giá Ethereum. Giá trung bình chúng ta mua là 1.633 đô. Thì bây giờ mức giá đó là 2.221 đô rồi các bạn. Nghĩa là 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.045 Ether. Thường bấm submit. Và đây chính là kết quả của trung bình giá trong tuần này. Thì muốn mang đến cho các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit. OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch và thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn